xong rồi thả lưới không. Sang cũng xin chào tất cả anh chị em và cô dì chú bác gần xa nha. Hôm nay hai anh em đi thả lưới một ngày tiếp nha anh chị em. Bây giờ hai anh em Sang cũng mới vừa xuất bến đi luôn. Hôm qua giờ không có đi, bữa nay đi lại nghỉ. Qua giờ như thả mệt đó anh chị em, như thả hai ba bữa mệt rồi, hai anh em về cũng về nghỉ bữa xả hơi được. Rồi giờ hai anh em Sang cũng chạy đi nè. Hôm nay đi hơi trưa nha, đó khoảng 10 giờ. Giờ này là 10 giờ đó nghe anh chị em. Ở đây là sông Tiền nha anh chị em. Sông Tiền thuộc về thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Còn nơi Sang đang sống là ấp Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang nha. Rồi giờ hai anh em Sang tới chỗ của lưới á, rồi xong rồi Sang quay cho anh chị em xem tiếp. Đi có hai anh em nghe anh chị em. Rồi cái lúc bủa lưới ra sao đồ á, Sang không quay được. Chị em ơi, hai anh em Sang cũng mới vừa bủa lưới xong luôn nha. Đó, thả cờ mới vừa bủa xong luôn. Cũng gần bờ. Cái này là hai anh em Sang thả tới đất luôn nha anh chị em. Có anh mấy anh đồ comment hỏi là này là hai anh em thả lưới này là lưới ngầm mà tới đất luôn, thả trôi xuôi theo dòng nước. Này là thả cỡ khoảng là 2 cây số à, là hai anh em Sang kéo lưới à, trôi cỡ khoảng nửa tiếng à. Nước cái này chảy mau dữ lắm nha, tại nước đổ nước lên nước nhiều dữ lắm. Rồi hai anh em Sang thả xuống gần tới Tân Châu dưới đó đó, rồi kéo lưới. Sang sẽ quay tiếp cho anh chị em xem. Anh em kéo lưới nha anh chị em. Chị em ơi, có hàng nghe. Mới phân khúc dính liền nè. Ép này cỡ khoảng ký mấy nha. Ký rưỡi à. Ú, toàn vô. Chị em ơi, ngon ghê, uống nu nu. Thank you.
Dính anh chị, các bạn cố cái cày nghe, cày 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 cốc. Cày nhỉ. Bá. Cái gì đây? Cái gì á? Wow. Ồ. Dạ.
cha nghe anh chị em ơi. Đó, cha già nghe. Cái này 3-4 ký. Ủa quay luôn ngon ghê không? Cái cha muốn giấm thôi rồi, khỏi chơi. Ăn còn gì nói. Hết cái nồi. Hết nồi cơm. Trắng pha chim. Hả? Không ghê không? Cha nghe. Cá là phái phái à. Cá là mình cũng tăng mình chạy. Tăng lớn nặng lắm. Nó chạy. Một lít quýnh. Này cá là anh chị em ơi. Đó, cá vô đẻm ngồi trước kìa. Đó, cá vô đẻm anh chị em. Con đầu tiên luôn. Anh chị em ơi, này nãy giờ anh hai anh em mình thả lưới là dẫn từ trên chỗ bủa xuống tới đây. Ở dưới này là gần tới chỗ phân rồi nha. Nè. Đó. Đó gần tới số phân là ở đây là chạm nè. Nó xà lan nó trình chạm rồi giờ đi. Giờ này là 1 giờ trưa anh chị em. Quá trời nắng luôn nè. Không có may nắng cái chảy mồ hôi rồi hai anh em mình thả cũng giác này nữa thì cũng về lát xuống nó bị giữ gần tới chiếc xà lan như đó là kéo lưới. Này là thả trôi xuôi theo dòng nước chảy mà anh thả này là đoạn đường cỡ khoảng 2 cây số rồi nha. Nó đó, đó ở trên đó trắng trắng đó là ngay chỗ đó bổ lưới vô đó.
chỗ đó đậu tài thả, rồi thả xuống tới đây nè. Lát cũng kéo à, gần tới chỗ kéo rồi nha. Cây nữa kìa. Ôi quá đã ngon. Dính chùm luôn.
cho hú. Đó. Mấy ổ rồi, nó cày. À, xuống đây rồi. Thấy. Anh chị em con dính đó, chị em có ép mọi người không? Em ơi, hai anh em sang cũng mới vừa kéo lưới xong luôn, bây giờ chạy lên nha. Đó, kéo lưới cái xuống tới đằng nhau luôn đó. Ở trong đó là miễu nha, đó là chùa, cái chùa đó. Rồi hôm nay hai anh em cũng được có thả hai dạo nha, cũng được có 4-5 con gì à đó, mấy con cá cậy nè, chứ được con cá dùng vai bự nè chị em. Đó, đã ghê không, cá nhìn thấy thèm luôn. Những con cá cha 3-4 kg nữa, những cá cày tùm lum chứ. Bây giờ hai anh em sang cũng chạy về, rồi tối mới đi thả tiếp.
ở bên An Giang mình á, đưa qua Đồng Tháp nó qua bên đó đó. Trời quá nắng rồi, giá quá anh chị em chắc xem không rõ, cũng thông cảm cho Sang nha. Video có thấy hay thì để lại một like, subscribe để đăng ký kênh, để ủng hộ đăng ký kênh, ủng hộ Sang để Sang đăng nhiều video mới hay hơn.